Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Trong phòng này đã dọn đồ ra hết rồi ha mọi người. Đây là cái phòng ăn nè cô chú anh chị, để cái tủ lạnh bên đây đỡ, họ sẽ lấy cái đồ trùm lại cô chú anh chị. Cái bức tường này nè, mình sẽ đập ra luôn mọi người. Đập cái bức tường này cho thông với nhà bếp luôn ha cô chú anh chị. Cái nhà bếp là mấy ngày nay Kim dọn hết trơn rồi đó, dọn đồ đi hết trơn rồi mọi người. Nguyên cái này nè, cái bệ này nè sẽ lấy ra luôn, tháo cái tủ này ra luôn hả cô chú anh chị. Lấy hết những cái đồ này ra luôn, tháo hết mấy cái dàn bếp này ra hết, thay cái bếp mới đó mọi người. Bếp ga thì Kim sẽ đổi thành bếp điện, cái lò nướng này cũng thay luôn, máy rửa chén cũng thay luôn hả cô chú anh chị, thay mới hết, toàn bộ là mới hết. Ở trên trần nhà này nè, trần nhà này là sẽ làm lại hết cho nó bằng phẳng lại ha mọi người. Với lại cái tường của nhà Kim á là ba chi giấy làm giấy dán tường nè cô chú anh chị. Tháo giấy dán tường ra hết xong rồi tô lại hết mọi người. Đã tháo dỡ ra ha mọi người, tháo dỡ được một phần trong vòng buổi sáng, trong vòng một tiếng đồng hồ là tháo hết mấy cái tủ này với cái tủ trên kia luôn rồi cô chú anh chị. Bây giờ điện ở trong nhà là không có luôn mọi người. Phía bên đây cũng tháo luôn rồi nè, ba người làm hết cô chú anh chị. Trong ngày hôm nay là sẽ tháo xong nó rồi, một chút nữa sẽ đập cái tường nó luôn đó mọi người. Nhà ở bên Anh thì thường đa số là ở bên ngoài là bằng tường bằng đá cô chú anh chị, nhưng mà ở bên trong á, những cái bức tường ở bên trong hoặc là cái tầng của sàn nhà luôn cô chú anh chị, ở trên tầng nè với lại cầu thang đó là tất cả là đều bằng gỗ hết cô chú anh chị. Như cái bức tường này nè, người ta cũng làm bằng cái khung gỗ, xong rồi cái phía ngoài là những cái tấm thạch cao đó cô chú anh chị. Kim sợ là bụi nhiều nhưng mà thật ra những cái này tháo rất là nhanh và cũng ít bụi nữa cô chú anh chị. Điều một cái là nó cũng hơi ồn thôi nhưng mà cũng bụi không có nhiều hết mọi người. Nữa chi lái xe bus nữa nè cô chú anh chị.
Không lẽ em mốt lớn lên làm tài xế lấy xe bus ta? Chị Chi đã đi học về rồi nè, ông bà cô chú á, chị chặn bà cô chú đi. Ông nói đàng hoàng lại coi. Ông nói không đẹp á. Nói con đi học về, nói anh Trang xin vào cho. Chị ngáo vậy sợ. Lái cẩn thận nha. Quẹ. Đi lại cái bông đó không chị kìa. Ở đây mấy cái góc thường có cái thùng rác nè cô chú anh chị. Dẫn chó đi dạo đó là mình phải cầm theo cái bọc ni lông mọi người. Con chó mà nó ị ra một cái là phải bỏ cái tay vào bọc ni lông hốt vô dục trong đây hết mọi người. Hoặc là đem về nhà làm gì đó. Chứ con chó mà nó đi xong là không có được bỏ ngoài đường hết cô chú anh chị. Giờ làm rất là mất lịch sự mọi người. Bởi vậy mà ở đây ta nuôi chó nhiều á, mình đi ngoài đường không bao giờ mình thấy phân chó hết trơn. Cái cây hoa này cô chú anh chị, cái này giống như giống cái hoa đỗ quyên quá, không biết phải không. Mà cái cây này rất là to luôn, cổ thụ luôn rồi, bự lắm, năm nào nó cũng nở hoa rất là đẹp của chú anh chị. Mà cái năm nay nó vẫn còn ít nè. Nhưng mà nó nở hết những cái này nè. Nó bung xòe ra hết những cái này đẹp lắm của chú anh chị. Cái màu tím nè mọi người. Ở bên đó là cái màu trắng ha. Chị nó đi nó hát nghêu ngao kìa. Chị à, mẹ đi đường này nha. Hát nghêu ngao tối ngày. Hôm nay trời gió cả ngày cô chú anh chị, người ta làm ở nhà kim á, đục đẽo khoan tường rất là ồn luôn mọi người. Mà bụi nữa. Kim lấy mấy cái khăn á, kim nhúng nước ẩm ẩm á, tấn ở dưới những cái cửa ha. Để cho không có bụi. Chụp hình nữa hả? Đó. Nhờ mẹ chụp hình mà nó kêu mẹ phải chụp như thế nào. Rồi sao? Rồi làm đi. Rồi. I did go. Đó. Rồi xong. Mang về luôn đi để cho nó đạp mấy á. À, mở cửa này cũng được đó nè, cái này nè. Mở cửa đó vô. You've got to stay out of this room, don't you, okay, when I'm not here. Where the kitchen gone? Well, Chris. Jay. What happened? Where is it gone? Oh my we God. We come back, and then there's a big hole in it. You cannot cook anything tonight, you're gonna be starving. But the house is broken down, look. Oh my God, let's go. It's going to be banging now, unfortunately. Right, you got Jenny. What happened? I don't want anything new, Mom. Chị buồn hả? Chị lo lắng hả? Cái nhà tiêu luôn rồi giờ sao? Chết rồi, giờ cái nhà vậy sao ở đây? Trời ơi, tội nghiệp quá à. Ngày mai người ta làm lại con à. Ngày mai người ta làm lại đẹp á. Ừ, phải đập ra mới làm mới rồi được. Oh yeah, we do a new whole kitchen. Ừ. Sao vậy? Con không muốn luôn hả? Well, I want everything new. Cho đẹp. Thôi đi lên kia ngồi đi, ở đây ồn lắm. Đây này cô chú anh chị ơi, ngày đầu tiên hả mọi người. Ngày đầu tiên là đã đập hết cái này ra này cô chú anh chị. Đập cái bức tường ra. Đừng vô đây con, điện giật á. Very dangerous. Ngày đầu tiên đã đập xong cái này hết này cô chú anh chị, đập cái bức tường luôn rồi.
Tháo hết cái dàn bếp này ra hả cô chú anh chị? Tháo luôn cái gạch dán tường luôn nè mọi người. Bên kia cũng xong hết trơn rồi. Tháo luôn mấy cái giấy dán tường của Kim luôn nè cô chú anh chị. Đây nè, mấy cái dây điện lòng thòng nè mọi người. Ngày mai là sẽ có thợ điện và anh thợ nước. Và cái chú ở bên... Chi đừng có đi vô đây nguy hiểm nha con nha. À, cái chú mà làm bên cái gì? Cái boiler là cái... cái boiler là cái... tự nhiên giờ không nghĩ ra luôn á. Cái boiler là cái lò sưởi ở nhà đó cô chú anh chị. Lấy nước từ ở trên lầu đem xuống dưới đây. Sẽ khoan từ ở trên tầng đó đem cái dòng nước lạnh xuống. Để tại vì sẽ để cái máy giặt đó đó mọi người. Đây nè mọi người thấy nhà ở bên anh không cô chú anh chị? Nhà ở bên anh tất cả những cái tường là bằng gỗ với lại thạch cao hết mọi người. Ở ngoài là có một cái lớp đá bên ngoài nè. Có hai lớp ngoài là một lớp đá. Ở bên trong này là thêm một cái lớp gì nữa nè. Rồi đến một cái lớp thạch cao hả cô chú anh chị? Làm như vậy nè để cho chống lạnh đó mọi người. Giữ ấm á. Đây nè. Một cái bức tường rất là dày hả cô chú anh chị? Còn một phía ngoài nữa đó. Cái này là rất là dày luôn. Tất cả những cái bức tường này nè. Bức tường này toàn bằng thạch cao hết cô chú anh chị. Tên trần này nè. Tầng này là bằng gỗ hết. Bằng gỗ và thạch cao hết. Chứ không có phải bức tường mà gạch như ở Việt Nam mình hả cô chú anh chị. Một phần lý do là như vậy để tiết kiệm chi phí đó cô chú anh chị. Người ta xây nhà và tiết kiệm chi phí. Tại vì rất là đắt. Đứng im. Đi vòng qua bên kia. Không có đi ngang đó. Mày nói con không nghe hả chi? Nhưng mà đâu không có đi ngang đó. Nó bây giờ lấy nhà bếp ra hết trơn rồi. Máy giặt, máy rửa chén gì cũng không có giặt đồ, không rửa chén được luôn. Đồ thì bà nội Chi sẽ nói là đem về giặt giùm. Chủ yếu là giặt đồ đi học cho Chi với lại cho ba Chi đi làm thôi. Còn đồ kia mình khỏi giặt cô chú anh chị. Tủ lạnh thì vẫn để đây ha. Cái máy sấy đồ. Đây nè, cho cô chú anh chị coi hai mẹ con sẽ ăn cái gì. Mấy cái này là chén đũa muỗng ly gì đó, đồ ăn gì Kim để đó, Kim đậy là Kim sợ bụi đó cô chú anh chị. Còn đây là cái nồi chiên không dầu. Cái microwave, cái lò vi sóng, đây là chén đũa muỗng ở trên đây Kim đậy lại để khỏi bụi. Còn phía bên đây. Mấy cái này Kim cũng đậy lại hết nè, sofa gì đậy lại đó. Đây là có cái ấm nấu nước để pha trà, cái đồ nướng bánh mì nè, cơm điện. Đây nè. Đường trà cà phê gì đó là ở đây hết hả cô chú anh chị. Kim lót cái này lên để ly cho nó không có nóng á, lót cái khăn nữa nhưng mà Kim đã lấy cái khăn ra rồi tại một ngày là sẽ thay một cái khăn. Có giấy ở đây nữa nè. Nó bây giờ chỉ ăn không có nấu cơm, không có nấu gì được cô chú anh chị. Chỉ ăn những cái đồ mà mua siêu thị về đó, xong rồi hâm lên. Đây hôm nay hai mẹ con sẽ ăn cái này. Spaghetti hả mọi người. Spaghetti mua siêu thị đây hâm lên. Lò vi sóng 3 phút rưỡi. Cà chỉ lại ghế ngồi đi mẹ làm cho. Kim có xà lách xong Kim để cá ngừ vô hả mọi người? Chị ăn xà lách với cá ngừ không? No. Không. Thử miếng này ngon lắm nè, cá. Ngon. Now it's to the visitor. I like this to the very much. I like it on these sandwich. Rửa lại ha. No. Để chứ ăn với xà lách. No, ma, I only want it on sandwich. Ăn cá không rồi, ra thêm thử. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem.
Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Những video tiếp theo Kim sẽ cập nhật tiếp tình hình nhà bếp của Kim sẽ làm như thế nào đến đâu hả mọi người. Kim đang rất là nôn luôn cô chú anh chị xem cái nhà bếp mới của mình như thế nào. Chắc là phải 10 ngày hoặc là 2 tuần gì mới xong đó cô chú anh chị.